xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Đây, hiện tại Mai đang đứng ở parking lot của Costco này cô chú anh chị ha. Thì hôm nay Mai sẽ tâm sự với mọi người một chút xíu về những cái thủ thuật, những cái cách mà Costco đã bẫy tụi mình để mình phải mua hàng thật là nhiều ở đây ha. Vì Costco là một trong những cái thương hiệu bán lẻ cực kỳ thành công ở Mỹ và trên toàn thế giới luôn. Thì hôm nay Mai sẽ tiết lộ một số cách nha cô chú anh chị. Đầu tiên thì Mai sẽ giới thiệu với cô chú anh chị, đây là cái cây xăng của Costco nè. Cây xăng này thì lúc nào cũng bán rẻ hơn bên ngoài à, khoảng từ $1 một gallon cô chú anh chị ha. Giá xăng họ bán hiện tại Costco tiểu bang Mai là $3.36 cho xăng thường và $3.95 cho xăng cao cấp ha. Mai không biết nói sẽ có đúng hay không nữa. Thì xăng thì luôn là cái mặt hàng mà được mọi người quan tâm ha. Ai cũng chủ yếu cũng muốn đổ xăng giá rẻ, tại vì giá xăng bây giờ hiện tại cũng rất là cao. Thì đây cũng là một cách thu hút khách hàng. Nhiều người thì chỉ đến đây đổ xăng mà phải mua cái thẻ thành viên của Costco đó cô chú anh chị. Và khi mà đi vào đây đổ xăng rồi, có thẻ thành viên để đổ xăng rồi, thì không lẽ mình chỉ đổ xăng không, đúng không? Thì thường là mình sẽ nhân tiện cơ hội mình đi đổ xăng thì mình sẽ đi mua sắm luôn. Mình sẽ đi mua sắm đồ đạc cho gia đình, mua sắm rau củ và mua sắm một số đồ đạc cuối tuần. Thì một lon đôi tiền chứ, tại vì Costco là thường ở những cái khu vực mà bên ngoài ngoại thành đó cô chú anh chị. Thì mình đi cũng khá là xa, do đó thì mỗi lần mà mình đi Costco đổ xăng thì mình lại tranh thủ mình đi mua đồ luôn. Thì đó là cái cách mà Costco đã dùng xăng giá rẻ để thu hút khách hàng ha, để bẫy khách hàng trở thành thành viên của mình. Nói bẫy thì nghe hơi ghê quá, nhưng mà để lên một cách thu hút kiếm khách hàng mới đó cô chú anh chị. Thì bây giờ là xin mời mọi người đi vào trong Costco với Mai nha. Gió quá này cô chú anh chị thấy không, ai đi vô Costco cũng có một cái xe đẩy rất là to. Xe đẩy của Costco thì lúc nào cái kích thước nó cũng to hơn xe đẩy bình thường, là cái chị này chỉ còn có tới hai xe nữa cô chú anh chị thấy không. Ai vào đây ra cũng mua rất là nhiều đồ luôn. Tại sao vậy ta? Thì bây giờ hôm nay xin mời mọi người cùng tìm hiểu với Mai nha, làm cách nào mà Costco có thể thu hút được khách hàng, có thể bẫy được khách hàng tới đây mua sắm nhiều đến như vậy. Đây, để vào được Costco mua sắm thì không phải là mình chỉ đi vào thôi cô chú anh chị ha, chỉ có bước vô là được thôi. Mình phải có thẻ thành viên, và cái thẻ thành viên này rẻ nhất là 55 đồng và cái loại đắt hơn là 110 đồng. Excuse me, là 110 đồng hay sao? Thì tại sao mà khách hàng lại có thể chịu bỏ một cái khoản chi phí lớn để làm thẻ thành viên như vậy? Đó chính là những cái mồi nhử của Costco đã sử dụng đối với khách hàng của chúng chị ha. Ông xã Mai thì đang đi lấy xe nè, thấy xe đẩy vụ chưa? Đây là thẻ thành viên Costco của gia đình Mai nè. Excuse me, member, ok. Ông xã Mai ghẹo đó. Thì đầu tiên khi mà mình đi vào trong Costco thì mình sẽ thấy là những cái những cái đồ mà xa xỉ, những cái đồ tivi nè, rất là đắt tiền ha. Họ trưng bày ngay đầu tiên lối vào luôn. Thì tại sao lại như vậy? Tại sao họ lại trưng bày ngay lối vào là những cái mặt hàng xa xỉ trước? Thì khi mà mình nhìn thấy những cái mặt hàng này á, tivi trong này có giá mấy ngàn đô của chúng chị, 2-3 ngàn đô luôn ha. Khi mà mình nhìn thấy những cái mặt hàng xa xỉ đắt tiền như vậy rồi, thì khi mà mình vào trong Costco đó, mình mua sắm á, thì những cái sản phẩm khác á, nó rẻ hơn rất là nhiều. Những sản phẩm rẻ hơn ở trong này á, thì mình lại cảm thấy nó không có đáng gì. Nó giống như là nó quen cái cảm giác của mình là quen nhìn cái ở ngoài là cái mặt hàng xa xỉ như vậy, thì trong này rẻ hơn rất là nhiều, tại vì mình có cảm giác là mình được good deal á, là mình mua được cái sản phẩm có giá tốt của chính chị ha. Và thật sự thì Costco giá đây cũng tốt thiệt. Bây giờ thì Mai sẽ dẫn mọi người đi vào ha. Costco thì họ bán rất là nhiều loại luôn, từ đồ điện tử nè, AirPods rồi TV, điện thoại, và thậm chí ở đây nè cô chú anh chị, Mai sẽ dẫn tới đây ha. Ở đây còn bán cả hộp xoàn nữa nè, thấy không? Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu mua hộp xoàn thì tới Costco mua cũng được cái good deal. Honey, ông xã Mai sợ lắm. Ủa cái này dễ thương quá, cái dây chuyền này 1699, dễ thương quá cô chú anh chị ha. Có nên mua cái này không ta? Xinh quá. Đó cô chú anh chị thấy không, khi mà phụ nữ đi vào đây á, là sẽ bị sa đà trong những cái này ha, những cái khu vực hàng hóa xếp chồng lớp lớp như vậy, và bán từ thượng hoàng hạ cám ha, tới đây Salvatore này cô chú chị, đồng hồ Salvatore đó, đồng hồ hiệu ha. Thì những cái quầy hàng Costco này lúc nào cũng thay đổi cô chú anh chị, không bao giờ cô chú anh chị nhìn thấy ở trên đó không bao giờ có cái tên ví dụ như khu vực này là khu vực bán đồ gia dụng, khu vực kia là khu vực bán thức ăn, không bao giờ. Costco chỉ để cái số vậy thôi, và cái số trên mỗi cái aisle là cái hành lang đi như thế này, và Costco là thay đổi liên tục. Cái hẻ tuần này Mai tới mình thấy cái vali nằm ở đây, nhưng mà tuần sau Mai tới mình sẽ thấy là cái mặt hàng khác nằm ở đây rồi. Do đó thì họ
tạo cho khách hàng nó không có biết đường nào mà lần hết á. Khi mà mình đi vòng mình giống như là vào một cái mê cung vậy, mình bị lạc cô chú anh chị ha. Và khi mình lạc á thì mình sẽ khám phá ra rất là nhiều cái sản phẩm khác nữa mà mình không có ý định mua, mà mình vô đây mình thấy nó hay mình lại mua. Thì đây là cách mà Costco họ trưng bày hàng hóa của họ ha, tạo cảm giác giống như là cái mê cung vậy đó. Và mình thay đổi sự sắp xếp hàng hóa liên tục để cho khách hàng không biết được là cái sản phẩm hàng hóa mà tuần trước mình tìm ở đâu. Và khi mà mình đi tìm ra cái sản phẩm hàng hóa của mình á, thì mình lại phải đi xuyên qua những cái sản phẩm hàng hóa khác, những cái phần trưng bày khác. Mà đặc biệt ở đây thì Costco có giá rất là rẻ nên đi đâu thấy cũng hấp dẫn đó cô chú anh chị, thấy không? Đây họ trưng bày thì họ để một cái mặt hàng ra làm mẫu thôi, còn lại là họ để trong thùng, vừa giống như là vừa là nhà kho vừa là trưng bày. Thì cái cách trưng bày này thì nó cũng tiết kiệm được cái công sắp xếp của họ ha. Họ không có phải quá cầu kỳ từng sản phẩm, mà họ chỉ để cái pallet ở đó thôi, là nguyên một cái kiện hàng đó thôi, thì dễ hơn, tiết kiệm công sức cho nhân viên của họ rất là nhiều. Thì hôm nay thì Mai sẽ dẫn mọi người đi xem cái con gà Costco. Đây là một trong những cái mặt hàng mà Costco có một cái chiến thuật rất là hay, đó là chấp nhận lỗ. Con gà Costco là cái sản phẩm nổi tiếng mà Costco chấp nhận lỗ để thu hút khách hàng của chúng chị đó. Cô chú anh chị thấy không, bây giờ trước khi Mai vô con gà Costco là Mai nhìn thấy đây, thấy các bàn trang điểm đẹp rồi nè, là Mai cũng muốn ghé lại coi chút xíu ha. Bàn này đẹp với cô chú anh chị ha. Mai thì thích những cái đồ màu trắng á, thấy không, xinh không, đẹp không? Đó. Quá trời đẹp. Mai mà biết vậy Mai mua đây rồi, khỏi kêu ông xã Mai đóng chi cho nó mệt ha. Ông xã Mai thích đồ customize. Đó, tuần trước Mai không có thấy cái pin này ở đây đâu cô chú chị. Mỗi lần Mai đi là mỗi lần họ thay đổi hết, không có giống nhau ha. Và để đi tới được cái con gà Costco này thì mình phải đi xuyên qua rất là nhiều hàng hóa. Cô chú chị biết cái con gà này là họ bán da lỗ đó cô chú chị. Thì đây là cái con gà bán rẻ nhất ở nước Mỹ luôn. Mai thấy là chưa có con gà nào rẻ hơn. Con gà quay Costco có giá 4.99 đồng một con ha. 4.99 đồng mà con gà này co khoảng 1.36 kg, to hơn những con gà ở khu vực khác rất là nhiều. Đây, con gà Costco nằm ở đây đây. Đây. 4.99 đồng nha cô chú anh chị. 4.99 đồng mà một con gà to như thế này, cô chú anh chị nghĩ thử coi, nó rẻ không? Mai nghĩ là Mai nên mua một con về cho bà nội ăn ha, tại bà nội bữa hôm hỏi gà quay đó cô chú anh chị. Thì con gà này cầm trên tay Mai là còn nóng hổi luôn cô chú anh chị, nóng luôn, đúng không? Khi mà đến tay khách hàng là nóng luôn đó. Con gà này chính là cái con gà mà thủ phạm làm lỗ 40 triệu đô mỗi năm của Costco đó. Mỗi năm thì Costco chấp nhận lỗ 40 triệu đô để bán con gà này. Đó, Mai đã có trên tay con gà, nóng quá. Đó cô chú anh chị thấy không, ông xã Mai không có nhu cầu là mua pin đâu, nhưng mà vô đây thấy họ sắp xếp hàng hóa ok whatever, ông hỏi mấy gì mà nói ai biết đâu, muốn mua gì mua đi. Là đâu có nhu cầu mua pin đâu, mà vô đây thấy pin ở đây, thấy họ bày ra như vậy thì cũng ghé vô mua pin. Đây là một cái chiến thuật rất là hay của Costco ha. Và cái con gà này của chú anh chị mỗi năm thì từ năm 2009 là họ đã không thay đổi giá rồi, và giá những siêu thị khác là khoảng 7.99 đồng một con, nhưng mà ở đây có 4.99 đồng thôi. Và họ để đảm bảo cái lượng gà này đó cô chú anh chị, thì họ đã phải xây dựng một cái trang trại nuôi gà, đầu tư khoảng 450 triệu đô để xây dựng cái trang trại nuôi gà để đảm bảo cái nguồn cung cho cái con gà này, đảm bảo là không tăng giá luôn, lúc nào cũng không tăng giá. Và tại sao cô chú anh chị, có nghĩa là khi mà mình quảng cáo cái con gà này ở trên các phương tiện truyền thông á, thì khi mà khách hàng á, nhìn thấy con gà này nè, to nè, mà rẻ nè, họ sẽ tới đây họ tìm mua con gà này. Và khi mà họ tới đây họ tìm mua con gà này thì không lẽ họ đi vô họ mua một con gà xong họ đi ra, đúng không cô chú anh chị? Mà xa nữa chứ, do đó thì họ sẽ mua những cái sản phẩm hàng hóa khác. Và trong khi đó thì những cái hàng hóa khác của Costco cũng rất là ngon, rất là tươi và rất là chất lượng cô chú anh chị ha. Đây cá hồi của họ nè, còn đây là cá sea bass. Cá sea bass cũng mắc tiền lắm cô chú anh chị, một cái này không là 24 đồng 24 sen nè. Cá hồi này là cá hồi soft ice, là cá hồi ngon đó nha, 13.99 đồng một pound á, phải không? Một cái miếng như thế này là 17.91 đồng, ngon không cô chú anh chị? Cũng ngon ha. Mai có nghĩ là Mai nên mua cái này về để chiều nay nướng ăn cũng được á. Đây, Mai sẽ mua một miếng cá hồi này để chiều về nướng. Ông xã Mai mới nói với Mai là ủa mình chỉ đi mua giấy vệ sinh thôi mà sao vô đây mua tùm lum vậy. Đó, chiến thuật của Costco đã thành công rồi chị ha. Đi vào trong này nhìn tùm lum tà lá hết, chắc chắn là mình sẽ mua. Và ông xã Mai chúc
Mình sẽ mua pin cho coi nè, em đang search cái thông tin pin để đi mua đó. Chiến thuật chịu lỗ rất là hay của Costco ha. Đó là con gà đó thì thu hút. Họ cũng đã thông báo trên các phương tiện báo chí là con gà này là họ bán lỗ đó cô chú anh chị. Do đó thì khách hàng họ biết chắc là cái này là họ mua cái con gà này là họ sẽ vừa được giá hời cô chú anh chị, được cái giá tốt đó, nên là họ đổ xô dưới đây họ mua ví dụ như vậy đi, thì họ sẽ mua gà sau này họ mua thêm nhiều sản phẩm khác. Và máy thấy là chưa có ai đi vào đây mà đi ra mà chỉ có với một con gà không ha, lúc nào cũng có những cái món sản phẩm hàng hóa khác nữa. Thấy chưa, ông xã Mai đã mua được cái pin này. Honey, just a toilet paper, why you bought the battery? I bought it for the door locks. Doesn't matter. Just a toilet paper. Sorry, sorry. Ông ghẹo Mai. Right. Mai ghẹo lại ổng thì nói ủa chứ. Who's that for? Dinner. Good. Okay. Okay. Like it? Yeah. Ông nói không thích mua đâu hả? Anh thích hồng nói hồng. Đi nhà hàng đi. Chồng Mai thì suốt ngày kêu vợ đi nhà hàng tại vì không có muốn vợ nấu nướng nhiều cực khổ của chính chị ha. Cookie honey, cookie. Mai nghĩ là Mai sẽ mua một cái hộp bánh cookie cho bà nội ha. Ở đây có 3 loại bánh cookie nè. Cái hộp này thì 9.99 thôi cô chú anh chị. Đáng lẽ mình thấy không, mình không có kế hoạch mà mình mua cookie, nhưng mà mình vô đây là mình sẽ mua cookie đúng thấy không? Đó. Này mày thấy ông xã Mai đang cầm cái gì trên tay rồi. Ông xã Mai đang thử đồ ăn vậy đó. Can you put it here for me? Brandy? No. Oh my god. Will you stop doing that? Đây có rất là nhiều quầy bà thử hàng hóa đây ha cô chú anh chị. Đây không chỉ là cái chỗ bán đồ không mà đây là thử rất là nhiều rượu. Trời, ông xã Mai đổi lấy cái bánh này ha. Tại cái bánh kia bà nội không có ăn. Đây bây giờ sẵn tiện thì mình đi vô mua sắm luôn. Mình sẽ đi ghé vô mua nho cô chú anh chị ha. Thôi mình có cái nho nào ngon không đó, thì không bao giờ mình vô đây mình mua một món đâu. Sẵn tiện vô đây không lẽ mua có một món đúng không? Ông xã Mai, good to take it. 5.99 cô chú anh chị ha. 5.99 một hộp. Là 1.997 một pound. Cái này giá rẻ hơn nha. Giá ngoài Tanner Brothers là 2 đồng mấy một pound. Đây này có nhiều cái chỗ thử nước này cô chú anh chị ha. Ở Costco này thì không chỉ là mua sắm không mà họ tạo cho cái nhân viên cái người mua sắm cảm giác giống như là được thử những cái sản phẩm mới á. Thì khi mà mình thử những sản phẩm mới như thế này á thì có thể là cái sản phẩm này mình sẽ thích á, nên thành ra là mình sẽ mua luôn. Nó sẽ có những cái sản phẩm mà không nằm trong list của mình mà mình vẫn mua là như vậy đó. Can I try one? Oh, please, thank you. You're welcome. Đây mày thử cái nước uống nha. Ăn chua. That's right. Chua. I visited their headquarters. Ông xã mày. Nó chua quá cô chú anh chị ơi. Tại vì nó không có đường á. Nhiều cái sản phẩm không có đường thì nó sẽ chua như vậy đó. Đó thì những cái khu vực mà thử đồ như thế này thì có nghĩa là cho những cái nhà sản xuất đó, họ tiếp cận được khách hàng. Và trong khi đó thì khách hàng cũng cảm thấy vui vẻ khi mua sắm ở Costco nhiều hơn ha. Cảm thấy thoải mái và cảm thấy được ăn uống miễn phí một số món. Ăn thử ông xã Mai thích ăn thử này lắm. Who buys that? Coi ổng. What do you do with that? Okay, let's go toilet paper please. Let's go. Bây giờ mình sẽ đi vô mua cái giấy vệ sinh. Đây là cái mục đích chính của nhà mình ngày hôm nay ha. Đó chính là mua giấy vệ sinh. Rất là quan trọng đối với người Mỹ. Ở đây có một sản phẩm thử đó. Ông xã Mai đi nhíu nhíu vào đây không biết là nước suối. Nước suối cũng cho uống thử. Nước suối có gì đâu mà thử. Mày nghĩ cái nào cũng giống cái nào thôi. Đó là suy nghĩ của Mai ha. Mày cũng biết. Đây là mấy cái nước smart water này rất là đắt ha. Đây, thiên đường giấy vệ sinh là đây. No, mình hết cái gì quá. Bao xì ra. Cái khăn giấy lau chứ không phải giấy vệ sinh. Yeah, I didn't bring a shopping bag because I thought we were just buying toilet paper. Okay, stop, okay. Ông complain, ông chọc mình á. Okay, and toilet paper too, honey. We're out of these. This one came. Okay, I know. Khăn giấy, khăn này là cái khăn danh lau bếp. À, cô chú chị ha, khăn này là không có tan ra trong nước. Lau ướt nhưng mà nó vẫn dai ha. Nó rất là sạch sẽ. Lau xong rồi dục. Can you take two toilet paper please? Two of them please. We have a lot of people. A lot of something need to clean. Okay. Mày nói là mình có rất là nhiều người. Mình lấy hai cuộn đi. Có rất là nhiều cái cần để chùi đó. Yeah boy. Okay, good job. Okay.
Ông xã mới nói đi tìm mua nước ổi, ông xã mới thích nước ổi, mày nói không, chỉ có đi mua giấy vệ sinh ngày hôm nay thôi. Just toilet paper, okay? Yes, just toilet paper. Okay. You try the grapes? They're good. No, it's good. I trust you. I believe you. How about blackberries? Ông xã phải hỏi ba chủ mình mua thêm, mình mua tả nha. Nói okay cho anh, nó mua tả cho anh, ông nói không phải cho not anh. Not for me. Okay, for you. Not for me. Dẹo ổng hoài. Thưa cô chính chị, những cái khu vực hàng này nè, Costco thường là họ không có carry quá nhiều stuff, có nhiều loại nhiều sản phẩm, họ chỉ giống như là tối đa là 35.000 mặt hàng. So với những cái siêu thị lớn khác như là Walmart á thì họ phải có tới 150.000 các loại mặt hàng. Nhưng ở đây thì họ cố tình là làm ít nhất có thể ha, để cho mỗi cái sản phẩm như thế này họ được trưng bày ra đó. Do đó là những cái nhà sản xuất á, những cái nhà cung cấp á, họ lúc nào cũng cố gắng tìm đưa cho cái Costco một cái deal tốt nhất ha, một cái giá tốt nhất, giảm tối đa cái phần lợi nhuận của họ để họ có thể len chân vào được Costco. Và do đó thì cái giá bán ở Costco lúc nào cũng tốt hơn bên ngoài là như vậy đó cô chú anh chị. Thì nhờ cái giá tốt như vậy, ông xã mình đã tìm được cái nước ổi rồi. Nhờ cái giá tốt như vậy thì đó, đây, nước ổi đó, thì khách hàng cũng tới đây nhiều hơn, nó cũng đảm bảo cái sự hài lòng của khách hàng và Costco cũng thu hút được nhiều khách tới. Thì Costco cũng thành công trong kinh doanh ha. Đây là một cái bí quyết của Costco luôn, có nghĩa là không có quá nhiều sản phẩm, tối đa là 35.000 sản phẩm thôi. Và những cái anh nhân viên làm ở đây là của chính quyền Costco trả lương rất là cao. Do đó thì rất là ít người mà nghỉ việc ở Costco, của chính trị trả lương cao mà đãi ngộ rất là tốt ha, có đầy đủ bảo hiểm, có đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Costco là nổi tiếng trả lương cho nhân viên rất là cao, thì do đó là tăng cái sự hài lòng của nhân viên, tăng cái độ trung thành của nhân viên, do đó thì cái họ phục vụ khách hàng tốt hơn rất là nhiều ha. Đây, ông xã mai lại thử sản phẩm nữa. Đó. Cái này là giống như là yến mạch hay cái gì đấy. No, no, thank you honey. Đây cô chú anh chị thấy cái chữ color này không? Chắc là mình cũng không có ai còn xa lạ với cái nhãn hiệu này nữa. Đây là cái nhãn hiệu riêng của Costco đó cô chú anh chị. Thay vì phải mua những cái sản phẩm lại thì họ tự sản xuất ra những cái sản phẩm của riêng bản thân họ luôn, với cái chất lượng cũng tương đương với những cái nhà bán lẻ khác, những cái nhãn hiệu khác. Tuy nhiên giá thành thì rẻ hơn rất là nhiều, bởi vì họ tiết kiệm được rất là nhiều khâu trung gian. Khâu trung gian đó họ không cần phải trả những cái tiền này nọ, mà họ có thể tự sản xuất xong rồi tự bán luôn. Do đó thì cái giá của họ lúc nào cũng tốt hơn cái giá bên ngoài hết. Và họ ok, you can take that. Ông xã mày hỏi mua lê không? Đó, đó thì giá bán lẻ của cái nhãn hiệu Kirchland bây giờ cũng tốt hơn những cái giá bán lẻ của những sản phẩm cùng chủng loại ha. Và chất lượng cũng rất là cao luôn, tại vì họ đã tiết kiệm được rất là nhiều cái phí trung gian. Đây cô chú anh chị, đây là cái quả mới mà mai chưa biết ai thuộc the. Táo là táo mà lê là lê, chứ táo lê là cái gì? Chính là mua giảng thử. Would you like to try it, honey? I haven't left yet. Would you want to try it? No. Why? I want to buy 3 pounds of them. 3 pounds. Ông xã mày nói nhiều quá, ăn không hết. Thôi không ăn thôi, mai thì mai không có hảo mấy cái này lắm nên mai không mua. Đây mai mua cái organic long English cucumber. Cái này organic nè. Mai mua cái dưa leo để mốt làm gỏi dưa leo của chú anh chị. Mai thì rất là thích ăn gỏi dưa leo ha. Đây. Đó, cô chú thấy những cái hành lang ở trong Costco này nó rộng không? Nó rộng thênh thang không? Có nghĩa là nhiều xe đi lại, cô thấy chú anh chị thấy không? Quay lại vô tư ha. Bởi vì những cái xe đẩy trong Costco đã to sẵn rồi. Nếu mà những cái hành lang nó nhỏ, nó không có rộng như thế này thì làm sao mình có thể dễ dàng di chuyển được, rất là thuận lợi. Đây, những cái sản phẩm mà được trưng bày bên này, bên ngoài phía này á, là để thu hút cái sự chú ý của khách hàng á, bắt mắt hơn á. Thì có nhiều nhà sản phẩm, mấy nhà sản xuất á, họ đã phải trả thêm tiền để họ có thể được trưng bày ở đây. Thì nhờ cái này á, thì cái giá thành của họ cũng giảm xuống, Costco có thêm phần chi phí để vận hành doanh nghiệp ha. Và cái phần mà lúc nãy mày nói á, là cái phí thành viên đó của chúng chị, thì Costco dùng để vận hành cái công ty của mình, cái bộ máy của mình. Thì nhờ vậy mà cái giá của Costco mà họ có thể deal được với nhà sản xuất những cái giá rẻ hơn, là giúp cho khách hàng có những cái deal tốt hơn. Do đó là những cái sản phẩm mua trong Costco này giá lúc nào cũng rẻ cô chú anh chị. Ready. Yeah, ready. Đây lại là một cái quầy thử đồ ăn khác. Và bây giờ thì Mai sẽ đi qua Mai mua bông ha cô chú anh chị. Mai rất là thích bông luôn. Đẹp quá. Mai sẽ mua bông thôi. Wait. Mai sẽ mua bông mà không biết là bông nào.
Đẹp quá. Chắc là mua bông hồng quá. Bông hồng này một bó là bao nhiêu ta? 16.99 này của chính chị. Không có rẻ ha. Khu vực bên này là 9.99 nè. Wow. Mai cũng suy nghĩ. Thơm quá, không biết mua cái nào. Bông này cũng thơm nè. Mà bông này không biết có để bền không ha. Wow. Cái này 9.99 nè, mai mua cái bó này ha. Nó cũng mấy bữa nó tàn thôi nên thôi mua cái bó này đi cho nó rẻ. Hoa này rất là thơm luôn. Thơm quá trời thơm. Rồi, mai là mai đã hài lòng rồi đó. Đối với mai hôm nay chỉ cần đi mua vậy thôi là đủ rồi. À, ông xã Mai thì vẫn còn đi coi đồ ăn thử nữa. Khổ dễ sợ chưa. Anh rất là thích thử những đồ ăn trong này. Ừ, thấy không, thấy không, thấy, thấy cái mặt không à, vẫn đứng ăn. Ghẹo Mai nữa. Thấy Mai quay ghẹo ghẹo. Wow, sắp tới Easter của chính chị ơi. Họ để sô-cô-la ra quá trời sô-cô-la trứng nè ha. Ồ, quá trời sô-cô-la ra luôn. Cái good Go Drive và rồi cái sô cô la đây nè. Quá trời luôn. Hershey, quá trời ha. Kit Kat, Nutella, rồi ngon lắm. Kissy, Nugget. Quá trời sô cô la luôn. Woo, so good. A lot of chocolate. Godiva, Godiva. Ngon chưa? Godiva. Godiva. Ông xã mày nói Godiva. Đây cái này nè. Ngon ha. Godiva. Wow, đây là kẹo đậu phộng nè cô chú anh chị. Cái kẹo đậu phộng này bà nội nói là nên mua thêm nè. Bữa mai mua kẹo hạt điều bà nội ăn hết thì bà nội nó mua thêm. Cái kẹo hạt điều đó ở Việt Nam, kẹo đậu phộng này ở đây. Mình mua kẹo đậu phộng này cho bà nội. Đây sô cô la này mai rất là thích mua về nhà tại vì nhìn nó đẹp á cô chú anh chị. Thường là mai đợt mà mai Tết mới về đó. Mai mua rất là nhiều, mua một thùng, hai thùng này luôn á. 14.69, hiện tại thì không có sale nhiều. Nhưng mà đẹp, để mua quà tặng thì đẹp ha. Xã Mai không tìm thấy ổng hẹo Mai. Tại vì Mai hay bị rớt điện thoại lắm nha. Mai nãy cầm một tay á. Rồi, ổng không cho lấy luôn rồi. Không cho bà nội ăn rồi. Tại vì ông xã nói bà nội ăn nhiều đường quá. Không có nên ăn cookie rồi. Mai lấy lại, mày đi tiếp. Mình phải lì chứ. Đây, Chucky, Chucky. Mình mua cái này. Phải không? Cái này đâu phải qua Google không? Ooh, natural. Yeah. You like it? Yeah. Okay. No, no, for you. You need to eat proper. Properly. Yeah, well. What's your favorite word? Ông xã mới hỏi cái chị nhân viên này là cái chỗ nào để cái dù của chúng chị, thấy không? Mỗi tuần họ sẽ thay đổi khác nhau hết. Khi mà mình muốn tìm cái sản phẩm gì đó thì mình phải đi vòng 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 giống như trong một cái mê cung vậy đó. Đó thì trong khi mà mình đi như vậy thì nhiều khi mình lại lượm lặt những cái sản phẩm khác nữa mà không có trong cái danh sách của mình ha. Khổ lắm, khổ lắm. Bị Costco bẫy rồi cô chú anh chị ha. Vô mê cung của Costco. Biết như vậy nhưng mà khách hàng vẫn rất là yêu mến Costco ha. Mai cũng không biết tại sao nữa. Tại vì Costco lúc nào cũng có giá rẻ, giá tốt của chú anh chị. Ban đầu thì Mai cũng không thích Costco đâu. Bởi vì Costco á, bán sản phẩm gì mà nhiều ơi là nhiều luôn ha. Ăn không bao giờ hết hết. Nhưng mà riết riết mình càng đi mình càng nghiện nha. Đi tìm được cái dù cũng hơi là khó nha. Chứ không phải không đâu. Ồ, đây họ có bán cả giường tầng luôn thấy không. Bán thượng vàng hạ cám từ trên trời dưới biển. Cái gì cũng có bán hết. Họ bán dù, à bán cờ Mỹ. Wow, nhà ai mà có hồ bơi thì mua cái này để thả lên trên hồ bơi xong leo lên đó nào mà vui hỉ. Mà thấy vui quá trời vui luôn á. Ước gì nhà mình có hồ bơi để mình mua. Sắp tới mùa xuân nên Costco bắt đầu bán đất này của chính chị. Đất phân này nè. Bán chậu nữa nè, thấy không? Chậu to nè. Chậu này là 21.99 một cái. Wow, cái chậu này bằng composite á. Rẻ ha. Quá trời rẻ luôn. Dạ, được á ha, mình mua về mình trồng hoa nhà trước cửa nhà mình được. Có thể một đôi bữa nữa Mai sẽ đi ra Mai mua chậu với Mai mua phân đất này ha. Để Mai về nhà Mai trồng bông trồng hoa trên ở trên cái desk nhà Mai làm sao, đúng rồi. Được á ha. Nhà mình không có tìm được cái dù nhưng mà ông xã Mai lại đi vô đây để thử cái này nữa. Những lần mà vô đây là lúc nào cũng thử bởi vì hèn chi. Ốm không nổi là phải rồi. Mai thì không có thử gì hết á, Mai thì không thích đồ Mỹ nên thành ra là những cái này mình nhìn á,
mình không có hấp dẫn mình nên mình không có thử với chứ anh chị, chứ mình cũng không phải tốt lành gì đâu. No thank you. Organic rice, cơm. À, không cho quay phim để ăn. Đây họ bán nón Adidas mà có 13.99 của chú anh chị. Cái này là cả phụ nữ và đàn ông đều vừa nha, unisex nè. Được đó ha, có màu xám, màu đen với màu trắng. Đây là men fit, đây là woman fit. Chà. Sao mà men là toàn là màu trắng không vậy? Ngộ ha. Thôi kệ đi, thôi không mua đâu, tại đâu có nhu cầu đâu mua. Thôi mày đi đây. Hôm nay Costco không có đông lắm nên ông xã may ra xếp hàng được liền luôn phải không? Đây có những cái sản phẩm cái gì đây không biết nữa, skin care làm trẻ hóa nè cô chú anh chị. Trẻ hóa da ha. Nâng cơ đủ thứ hết. Acupot tissue distribution. More your phone. 45 ngày trong cái hộp này, trong 45 ngày. 63.99, 93.99 mà giảm 30 đồng, còn 63.99 giảm dữ vậy trời. Còn cái này là cái serum ban đêm mà hết rồi đó, bán đắt dễ sợ chưa. Cái này cũng là serum ha, vitamin, mấy cái skin care ở đây bán giảm nhiều lắm nha cô chú anh chị. Cái này là nhãn hiệu trên TikTok nè, quảng cáo trên TikTok nè, make me buy it. Không biết cái này là cái gì đây. Cái mascara. Thôi khỏi đi. Mai xong rồi đó cô chú anh chị. Ông xã mai thì đã tính tiền rồi. Đây bây giờ Mai sẽ giới thiệu tiếp với cô chú anh chị một trong những cái sản phẩm mà bán lỗ trong chiến thuật bán lỗ của Costco, đó chính là cái cây xúc xích này đây. Cái combo xúc xích với lại nước ngọt này 1.50 đồng nè cô chú anh chị ha. Cô chú nhìn thấy không? Khi mà mình đi tới đây, mình đi mua sắm mệt rồi ha. Cái bánh pizza đó có 10 đồng thôi, to lắm nha. Và cái xúc xích này với lại cái nước á là có 1.50 đồng thôi đó. Cô chú nhìn thấy không? Cái này là giá từ năm 1985 tới bây giờ vẫn chưa thay đổi nha. Đây là một trong những sản phẩm mà Costco chấp nhận chịu bán lỗ để thu hút khách hàng đó. Lần nào mà Mai với em xã tới đây cũng thường mua một cây xúc xích với một ly nước ngồi ăn á. Tại vì nhiều khi đi mua sắm á, trong này cả ngày nó mệt lắm, đi thấy nó mệt mỏi hết là ghé vô đây mua ngồi nghỉ ha. Thì khi mà mình ra khỏi Costco mình mua sắm á, mình đã hài lòng khi mình mua sắm trong Costco rồi. Bây giờ mình ra khỏi Costco đó, mình mua được một cái sản phẩm giá rẻ và nói chung là còn chất lượng nữa thì mình rất là vui. Và mình lúc nào mình cũng mặc định trong đầu là Costco sẽ Costco là những cái là nơi mà bán sản phẩm rẻ mà chất lượng cô chú anh chị ha. Nó làm tăng cái sự mặc định, cái sự trung thành của khách hàng đối với cái nhãn hiệu Costco. Đây là một cái rất là hay luôn cô chú anh chị ha. À, bên cạnh là giống như là tạo cho khách hàng cái mặc định là Costco bán rẻ mà chất lượng nữa thì giống như là khi mà mình mua sắm xong mình ngồi đây mình nghỉ mệt là mình làm tăng thêm cái sự hài lòng của khách hàng. Khi mà khách hàng đi đến Costco xong đi về đó thì vừa được ăn no mà vừa được mua sắm những cái sản phẩm giảm giá mà chất lượng tốt ha, thì khách hàng rất là hài lòng và chắc chắn là sẽ quay lại với Costco sớm thôi. Đây Mai ôm cái bó bông của Mai sợ nó bị dập nên phải ôm. Đây là khu vực membership của khách hàng của chính trị. Khi mình vào đây mình làm thẻ đó thì một gia đình mình được 2 cái thẻ ha. Cái thẻ cao nhất là cái thẻ Excuse, đó là 120 đô, là thẻ lúc nãy mà gia đình Mai sử dụng đó. Và cái thẻ Gold Star là 60 đô, bây giờ 60 đô rồi nha, không phải 55 đô nữa đâu. Và Business là 60 đô luôn. Và bên cạnh đó thì họ có cái Costco Visa Card, nghĩa là mình sử dụng giống như là một cái thẻ tín dụng vậy đó. Nè cô chú nhìn thấy cái chị này không? Chị mua 2 cái xe đẩy đầy luôn nè, thấy không? Tiền thẻ này thì Costco dùng để vận hành cái bộ máy của mình ha, để tìm ra những cái deal tốt cho khách hàng. Đây ông xã Mai tới đây để làm lại cái thẻ, tại vì ông xã Mai để trong cái bóp á, cái hộp thẻ nó bị những cái số, những cái mã vạch nó bị mờ đi hết rồi, không có sử dụng được, nên họ tới là tới đây để họ in lại cái thẻ khác cho ông xã Mai. Đây mỗi lần mà làm lại thẻ là mỗi lần chụp lại hình nha. Đây chụp hình nha. À, đây là cái quầy đổi trả hàng của Costco và cũng là cái quầy làm thẻ của Costco luôn cô chú anh chị ha. Thì đây là cái quy định về đổi trả của Costco đây. Đây Costco là đổi trả, nếu là thành viên thì đổi trả bất kể nào mà không cần phải phí ha. Và khi mà mình không hài lòng với sản phẩm thì họ đổi trả không cần biết là bao nhiêu lâu hết. Cái chính sách đổi trả cực kỳ dễ ha, tùy
trừ theo cái trường hợp là đối với những cái hàng điện tử hay những cái hàng này nọ đó thì chỉ trong vòng 90 ngày, còn lại là mình đổi lúc nào cũng được và mình trả lúc nào cũng được. Thì ra khỏi Costco là lại kiểm tra, đưa cho họ cái receipt để họ check những cái hàng hóa của mình có mua đúng hay không. Trời ơi, gió thổi lồng lộng. Đây, bây giờ mình đi về thôi. Cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng với vợ chồng Mai đi mua sắm ở Costco ngày hôm nay và cùng với mình để tìm hiểu những cái chiêu trò mà Costco đã dùng để đẩy khách hàng của chú anh chị ha. Nói thì nói cho vui vậy thôi, chứ đây là những cái cách, những cái chiến thuật kinh doanh của Costco để thu hút khách hàng đó. Bây giờ thì Mai đi về, xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Hy vọng là cả nhà yêu thích video này của Mai. Nếu mà yêu thích thì nhớ đừng quên cho mình xin một like và mình được đăng ký kênh nha. Nói cũng nói ngọng nữa. Bye bye.